Xin chào tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi chương 78 của bộ truyện Tiên Hiệp Thánh Vương. Chương 78 Thánh Ma. Đây là Thánh Ma Đồ. Dương Tô Tố mở to hai mắt quan sát thật lâu pháp bảo mà Dương Kỳ mới lấy ra. Trên tâm thảm này có khảm hơn 10.000 yêu hạch của yêu thú Khí Tông. Trong đó còn có một viên yêu hạch của yêu thú Đoạt Mệnh Cảnh, khí tức của nó phát ra kinh thiên động địa. Cô, Thánh Ma Đồ này bố trí tầng tầng pháp trận, cảnh giới của cháu không đủ, không thể sử dụng được pháp bảo này. Cô xem nó có hữu dụng cho cô hay không? Dương Kỳ nói. Thánh Ma Đồ chính là một kiện pháp bảo uy lực cực mạnh, trong đó liên quan tới sự cố của một vị cố đại thánh sa ngã thành ma. Dương Tô Tố nói. Trong ma đạo có rất nhiều cao thủ đều muốn luyện chế ra thứ này. Thế nhưng luyện chế cái pháp bảo sẽ tạo thành sát nghiệp kinh thiên, giết chết vô số người vô tội, dùng số oan hồn đó đính vào bức tranh. Kỳ Nhi, ngươi, cháu nhìn sau bức tranh này có mấy lớp da. Thực ra nó không phải là da của ma thú mà là da người dùng đại trận ngưng tụ tạo thành. Da người? Dương Kỳ rùng mình một cái, nhìn lớp da ở phía sau, dùng thần niệm thẩm thấu vào trong gió, quả nhiên phát hiện cái lớp da này bao gồm ngàn vạn tầng, mỗi một tầng đều là một lớp da cực mỏng, là da người, hơn nữa còn lại là hai loại người da. Người sinh ngày âm, tháng âm, năm âm ngưng tụ thành ma, mà người sinh ngày dương, tháng dương, năm dương đại biểu là thánh. Cháu nhìn đi, trong những viên yêu hạch khí tông này quán trú rất nhiều linh hồn vô tội. Đây là môn ma pháp vô cùng cao cường. Dương Tô Tố đưa một đạo chân khí vào trong thánh ma đồ. Lập tức trên vạn viên yêu hạch khí tông đều hiện lên những mặt người kỳ quái đau khổ. Thảm cảnh thiên địa theo đó xuất hiện. Màu sắc của bức tranh cũng theo đó mà thay đổi. Thanh nhân đầu trọc mặt mũi hiền lành đột nhiên biến hóa, vô số lân phiến dữ tợn xuất hiện trên người hắn. Sau lưng còn có một cái đuôi thật dài, trên đó đầy xương gai. Trong nhắm mắt một thánh nhân đã biến thành ma đầu cùng hung cực ác. Ma đầu kia khống chế mãnh hổ dường như muốn nhảy ra khỏi bức tranh. Tấm thánh ma đồ tự lơ lửng trên không trung, sát khí hội tụ giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Ngay cả Dương Kỳ cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì uy lực và sát thương của thánh ma đồ đã vượt qua bản thân hắn. Nếu như trước kia Kính Vô Huyết có thể thi triển thánh ma đồ, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà hắn không hiểu vì sao Kính Vô Huyết lại giống như thánh ma đồ trong bảo khố mà không mang theo người. Đương nhiên một bức tranh lớn như vậy mà mang theo người đúng là không tiện. Nếu Dương Kỳ không có chiếc nhẫn chữ vật thì đã bị người khác sớm phát hiện. Tấm thánh ma đồ này còn có một bước cuối cùng nữa mới cô đọng thành công. Kinh Vô Huyết muốn mượn cơ hội đoạt mệnh lần thứ hai của bản thân để luyện chế thành công thánh ma đồ này. Thảo nào mà hắn dẫn theo một số lượng lớn hấp huyết mã tặc tàn sát bừa bãi. Bên ngoài tuyên bố là tu luyện huyết yêu khí công, thực tế là muốn giết người vô tội luyện chế thành thánh ma đồ. Vùng đất Tây Bắc gặp phải hấp huyết mã tặc, trong vòng mấy năm đã chết cả 100 triệu người. Toàn bộ Lâu Lan cổ thành phạm vi mấy ngàn dặm đã không còn một ai. May mà Kỳ Nhi có thể lấy tấm thánh ma đồ này. Dương Tô Tố tỉ mỉ phân tích làm cho lông tóc Dương Kỳ dựng thẳng hẳn lên. Cháu nhìn đi, mỗi một viên yêu hạch khí tông đều quán trú lực lượng của 1.000.000 linh hồn. Nếu như có thể sử dụng toàn bộ thì trong vòng 10 dặm sẽ có vô số quỷ dạ hành, quỷ môn quan mở rộng cửa đen kịt. Ai mà bị rơi vào trong đó tiến môn địa ám, bị thánh ma đánh chết, cao thủ đoạt mệnh cảnh cũng sẽ bị vây khốn.
Cái vận hạnh là nó còn một bước nữa mới thành công mà. Bước cuối cùng này không cần linh hồn, chỉ cần chân khí duy trì. Nếu như vậy, chỉ cần cô có thể đoạt mệnh lần thứ hai thì có thể luyện chế thành công bức thánh ma đồ này. Dương Kỳ tấm tắc than thở. Cô thực lực đại tăng, sợ rằng địa vị trong học viện cũng như nước lên thuyền lên. Nếu vậy, cháu sẽ tặng cô tấm thánh ma đồ này cho ta. Dương Tô Tố sửng sốt. Đây là một kiện chí bảo mà ma đạo rất có khó được. Trên thế gian có khả năng chỉ có một kiện này, cũng chỉ có Kinh Vô Huyết dám mạo hiểm luyện chế nó. Nếu cô có nó đúng là có thể luyện chế thành công, nhưng mà không phải luyện chế thành công thánh ma đồ, mà là lấy căn cơ của thánh ma đồ luyện chế thành khí công của học viện thiên vị chúng ta, đệ nhị nguyên thần. Thánh ma đồ có ý niệm của thánh ma và ma, thánh và ma, hóa thành thánh ma cho ta có thể làm được. Chỉ cần có sư phụ trợ giúp, liên tiếp đột phá vài lần đoạt mệnh cảnh cũng có thể. Lợi hại như vậy hay sao? Dương Kỳ lập tức nói. Vậy thì cô hãy nhận lấy bức thánh ma đồ này đi, lập tức tu luyện đệ nhị nguyên thần, khí công tăng vọt, đồng thời có thể biến thân phận đệ tử tinh anh thành đệ tử hành tâm. Đến lúc đó cháu cũng được vinh dự theo. Kỳ thực đối với việc tu luyện của cháu, có bức thánh ma đồ này hay không cũng không sao, chỉ cần một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa là được rồi. Hắn đã hiểu bức thánh ma đồ này vô cùng kinh khủng, do hồn phách của mấy ngàn vạn người chết chế thành. Nếu quả thật Dương Tô Tố có thể chuyển ma thành thánh, luyện thành đệ nhị nguyên thần, vậy sẽ trở thành thiên tài chói mắt trong đám đệ tử tinh anh. Hiện giờ bức thánh ma đồ này chẳng có lợi gì cho hắn. Cho dù có thể đột phá tới đoạt mệnh cảnh, có thể luyện chế thành pháp bảo, thế nhưng nếu như tu vi của hắn thật sự đạt tới đoạt mệnh cảnh thì thần tượng trấn ngục kính đã có thể bài trừ tất cả. Hắn với Dương Tô Tố khác nhau, địa vị cùng của Dương Tô Tố tăng cao mới có lợi cho hắn. Cứ quyết định như vậy đi, cô mau mang tấm thánh ma đồ này đi tìm sư phụ của ngươi để tu luyện, nhanh chóng luyện thành đệ nhị nguyên thần, trùng kích đoạt mệnh lần thứ hai. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều đan dược, cô cũng có thể chọn thứ hữu dụng với mình. Cháu phải trở về tu luyện, hy vọng có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Dương Kỳ đứng dậy. Cô, việc này không cần, không nên chậm trễ. Đáng lẽ tiếc là cháu vẫn chưa tu luyện tới đoạt mệnh cảnh, bằng không có thể trợ giúp cô một chút. Tuy rằng hắn bị Vân Hải Lam lừa một lần đã mất đi sự tin tưởng vào nữ nhân, thế nhưng cô Dương Tô Tố là một ngoại lệ duy nhất. Từ nhỏ hai cô cháu đã chơi cùng với nhau, đây là thân tình, mong mủ tình thâm. Nếu vậy được rồi, Kỳ Nhi chờ cô luyện thành đệ nhị nguyên thần, trùng quyết vài lần đoạt mệnh cảnh, tấn chức thành đệ tử hạnh tâm để xem ai còn dám gây bất lợi cho cháu. Dương Tô Tố vừa nghĩ vừa gật đầu, dùng chân khí cuốn bức thánh ma đồ lại. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa cho tới khi bầu trời tối đen. Thấy trời đã tối, Dương Tô Tố và Dương Kỳ đều bay ra khỏi học viện tinh anh. Dương Tô Tố đến tìm sư phụ của mình, mà Dương Kỳ thì trở về ngoại viện. Dựa theo đạo lý, cho dù tới thăm người nhà thì đệ tử ngoại viện cũng không thể ở lại học viện tinh anh, bằng không nếu bị người khác tố giác chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng. Điều này là muốn phòng ngừa chuyện lấy việc công làm việc tư, phá hỏng quy củ của học viện. Nếu ai cũng mang đệ tử ngoại viện tới học viện tinh anh hay tu luyện, vậy chẳng phải là rối loạn rồi hay sao? Vừa rồi Dương Tô Tố bảo Dương Kỳ tu luyện trong thần miếu của mình. Dương Kỳ biết rằng Dương Tô Tố có thể dựa vào người sư phụ sau lưng vượt qua trở ngại. Thế nhưng hiện giờ hắn đang bị Vân Hải Lam chú ý. Một khi tìm được cơ hội, chắc chắn
sẽ dồn hắn vào tứ địa. Nữ nhân này dụng tâm ác độc, lãnh khốc vô tình, Dương Kỳ đã biết từ trước. Dù sao thì cô ta phải tấn chức đoạt mệnh cảnh mới có thể đối phó với Dương Tố Tố. Cho nên Dương Kỳ mới vội vàng trợ giúp Dương Tố Tố để thăng thực lực, khiến cho Vân Hải Lam đuổi theo không kịp. Thánh Ma Đồ là một kiện pháp bảo khó có thể luyện thành. Nếu ai muốn luyện chế vậy thì tốt rồi, cứ đi giết ngàn vạn người, lấy vạn yêu hạch của yêu thú Khí Tông chém giết cường giả đoạt mệnh cảnh đi. Cũng bởi vì sự đặc thù này, nếu Dương Tố Tố có thể hóa ma thành thánh, thành tựu sau này có khả năng rất khó định trước. Trong đêm đó, Dương Kỳ đã trở về gian phòng của mình, nhìn tụ linh trận mà cảm thấy nó kém hơn vương đạo khí trận rất nhiều, nhưng mà cũng hơn việc tu luyện bình thường rồi. Dương Kỳ lấy đan dược trong giới chỉ ra ngoài, tìm những loại đan dược có thể bổ sung sinh mệnh tinh hoa nuốt vào bên trong. Hắn cảm thấy đan dược vừa trôi vào trong bụng là đã bị chân khí luyện hóa, hóa thành một cỗ dược khí tiến vào trong phôi thai địa ngục Rong Lô ở sâu trong đan điền khí hải. Mỗi một viên đan dược đều có dược lực khổng lồ, chúng đang phiêu phù trong lò luyện. Chân khí giống như dung nham địa ngục từ từ biến thành sinh mệnh bổn nguyên, thẩm thấu vào trong kinh mạch, thông qua kinh mạch lại dần dần rót vào trong viên đốm thứ 21. Những đan dược này đều là linh đan hiếm thấy, trong đó mỗi một viên đều có thể giúp người bình thường tăng vài chục năm công lực. Chỉ tiếc thể chất của Dương Kỳ đã trải qua thần cấp khí công cải tạo, mạnh hơn thân thể người bình thường gấp trăm ngàn lần. Một viên thuốc kiểu này cũng chỉ giúp hắn tu luyện trong 10 ngày nửa tháng mà thôi. Cũng may hắn lấy được khá nhiều đan dược từ bảo tàng của Lâu Lan cổ thành, mỗi một viên đều được dần chuyển hóa thành dược lực sinh mệnh tinh hoa khổng lồ rót vào trong viên đốm thứ 21, khiến cho nó rục rịch. Lực lượng của viên cổ cơ tượng giống như đang hô hấp liên tục, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Chân khí trong cơ thể Dương Kỳ phát ra những tiếng nổ ì ùng, nó xoay tròn với tốc độ cao, vòng sáng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đang không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Vòng sáng kia có màu vàng khuếch tán tới tận cùng, lại đột nhiên ngưng tụ thấp thoáng hình thành một cánh cửa sau lưng Dương Kỳ. Cánh cửa kia giống như có ẩn chứa không gian, toàn bộ đều được bao phủ bởi màng sắc ô kim. Ô đại biểu cho ma thần thâm sâu, kim đại biểu cho sự tôn quý. Ô kim chính là thống lĩnh nhân vật vô cùng tôn quý, thống lĩnh toàn bộ địa ngục. Đây là hiện tượng khi tu luyện thần tượng trấn ngục kính đạt tới cực điểm, lúc đó sẽ xuất hiện minh giới chi môn. Nghe đồn nếu như có thể luyện thành minh giới chi môn thì có thể dựa vào ý chí của bản thân để câu thông với địa ngục minh giới, mượn lực lượng của viễn cổ ma thần, thậm chí có thể triệu hồi tinh anh linh của viễn cổ ma thần trấn áp tất cả, quét ngang đại địa. Nhưng mà Dương Kỳ còn kém cảnh giới này rất xa, phải vượt qua đoạt mệnh cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới của cái tên thái tử kia truyền kỳ cảnh mới có thể thực hiện được. Hết.